Hello, xin chào anh em YouTube nha. Thì nay là một vị sô-cô-la mình mới về nha anh em. Thì mình vừa mới nhận được hồi trưa. Mình mới lấy thêm hai thùng sô-cô-la nữa. Nhưng mà cái thùng này thì hồi nãy mình khui ra mình giao ba hũ rồi, cho nên là cái này chỉ còn có một hũ anh em. Còn một hũ à. Để mình khui thùng dưới xem nó có tặng cho mình cái nón nào nữa không. Nếu mà có tặng thì mình sẽ tặng cho anh em. Thì hôm bữa có mấy bạn hỏi mình vị sô-cô-la với là vị cookie á, thì bạn nào có xem video này của mình mà có đặt hàng mình á, thì anh em hãy liên hệ lại với mình nha. Tại vì mình cũng không có nhớ hết được nha anh em. Thì mình không có nhớ hết được. Anh em nếu mà ai có xem video, nếu mà có đặt hàng của mình thì chịu khó liên hệ lại với mình nha. Thì mình sẽ giao cho mọi người. Chứ bây giờ mình không có nhớ được ai đã đặt nha anh em. Đây, thùng này thì chỉ còn bốn hũ với lại một nãy một hũ, là còn có 5 hũ nữa là hết. Thì hết hàng thì mình lại nhập tiếp. Thì cái này nó không có tặng cái nón nào cho mình, cho nên là mình không có mình tặng cho anh em. Thì hôm qua mình có quay cái video là mình được tặng 5 cái, thì mình tặng hết cho anh em rồi. Còn hôm nay không có cái nào thì phải chịu thôi nha anh em. Có thì mình mới tặng. Đây, vị sô-cô-la. Tuy là cái vị sô-cô-la này xưa giờ nhưng mà mình thấy rất là nhiều anh em thích uống vị sô-cô-la nha anh em. Mặc dù là Ruwa nó có rất là nhiều vị, nó khoảng 8-9 vị gì đó, có thể là hơn nữa, tại vì mình chỉ nhớ có 8-9 vị thôi. Nhưng mà cái vị sô-cô-la này thì mình thấy anh em cũng rất là thích uống. Rất là thích uống vị sô-cô-la này. Thì hiện tại bây giờ mình có vani nè, sô-cô-la nè, cookie nè, dâu nè, cam nè, 5 vị nha anh em. Hiện tại bây giờ là mình còn 5 vị. 5 vị thôi. Thì anh em nếu mà ai thích vị nào thì đặt hàng của mình á, thì liên hệ với mình nha. Thì hôm nay chỉ là một cái video ngắn chia sẻ với anh em là mình đã về rồi một vị sô-cô-la nè. Đó, vậy thôi. R1 vẫn rất là hot nha anh em, hàng hết rất là nhanh luôn. Mình nhập cũng rất là lẹ nha anh em, hàng hết rất là nhanh cho nên là mình phải nhập liên liên luôn. Mặc dù là một lần mình nhập nó không có nhiều nhưng mà mình nhập nó rất là nhiều lần. Tôi xin chào anh em nha, thì hôm nay mình chỉ làm một cái video ngắn thông báo với anh em là mình mới về thêm R1 vị sô-cô-la nè. Thì anh em nào cần thì liên hệ mình. Mình vẫn để cái số Zalo bên trên màn hình nha, và cái đường link Facebook mình để phía bên dưới cái phần mô tả video. Thì anh em chịu khó nhấp vào trong đó và liên hệ với mình. Thì muốn tư vấn gì đó thì mình sẽ chia sẻ hết với anh em nha. Thôi xin chào tạm biệt mọi người. Bye bye.